Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với podcast Người trong môn nghề. Người trong môn nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người trong môn nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Hiya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spyroom. Và hôm nay là một bài viết của tác giả Một cây bút, một chiếc cờ lục sắc. Bài viết có tựa đề là Cái khó của BD Á Đông. Tìm tóc thuần, bót ngoan, vâng lời, biết cột dây giày, biết chạy vào nhà khi trời mưa. Nghe quen không? Những chiếc cuốt đậm chất văn học này thường có trong bio của các profile app hẹn hò của LGBT. Top, chủ động, mạnh mẽ, bảo bọc, làm tiền tuyến. Còn bot là bottom ấy. Khéo léo, nhẹ nhàng, mỏng manh, làm hậu phương. Top bot trong cộng đồng đồng tính đôi khi cũng giống như là chồng với vợ trong cộng đồng dị tính vậy. Nhưng mà tại sao cộng đồng đồng tính lại đi theo pattern của cộng đồng dị tính? Cái khó của BD Á Đông. Ở một nước Á Đông, định nghĩa vợ trong cộng đồng dị tính mang theo rất nhiều kỳ vọng của xã hội. Họ cần chăm lo này, cần nhường nhịn, cần đoan thục, hy sinh vì gia đình. Và đương nhiên, vợ là nữ nên chỉ yêu nam. Bót Á Đông cũng mang theo rất nhiều kỳ vọng tương tự. Cũng ngoan, cũng vâng lời, sẵn sàng làm ngôi nhà chờ anh trở về. Và đương nhiên, bót nằm dưới, chỉ yêu top nằm trên. Top và bót, về nghĩa gốc, là một dạng sexual label, tạm dịch là nhãn tình dục, để ám chỉ vai vế tư thế trong vòng the. Không phải gender label, nhãn giới tính, để quy định giới tính hay là hành vi. Nhưng mà nhiều nhầm lẫn làm sinh ra một thứ gọi là giới tính, lồng giới tính. Bạn là nam, nhưng bạn là bot hay là top, bạn phải hành xử theo kiểu bot hoặc top tương ứng. Điều tương tự cũng có trong cộng đồng đồng tính nữ. Việc tự dập khuôn chính mình sinh ra một vấn đề rất lớn, đó là nó giới hạn đối tượng yêu và tiềm năng sống của bản thân. Bạn là top thuần, nên là bạn không thể yêu một top khác, dù bạn thích người ta đến điên đảo. Bạn là bot, nên là dù bạn bot khác có làm bạn happy trong cảm xúc thì bạn vẫn không thể đến với họ. Đó là giới hạn đối tượng yêu. Khi họ cùng nhãn với bạn, mọi giá trị khác mà họ có là vô nghĩa. Bạn là top, nên là bạn không được quyền bộc lộ khía cạnh nữ tính bên trong. Và trời ơi, bôi đê mà không cho lộ nữ tính là sao ta? Bạn là bot, nên là không thể nào bạn là người chủ động được. Đó là giới hạn tiềm năng sống. Khi bạn hành xử trong một khuôn mẫu, chối bỏ những giá trị đang có trong bạn. Vậy thì phải giải quyết như thế nào? To defy yourself is to limit yourself. Without label, you remain infinite being. Tạm dịch là định hình bản thân là tự giới hạn bản thân. Không định hình, bạn là vô hạn định. Câu nói này của Deepak Chopra, nhà văn nổi tiếng được bình chọn bởi tạp chí Time là top 100 anh hùng thế kỷ, cũng là giải pháp của vấn đề. Có cần bài xích các thuật ngữ bot top hay không? Không. Về bản chất thì các từ này không hề xấu, nhưng mà cái cách mà người ta gắn ghép thêm ý nghĩa vào nó, xem nó như là một khuôn mẫu và yêu cầu bản thân phải tuân thủ mới là xấu. Nếu hai người nam hay là hai người nữ không yêu nhau thì đã không tạo ra L và G ở trong LGBT. Nếu cứ mãi là bot chỉ yêu top và top chỉ tìm bot thì có thể chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tạo ra một tình yêu tuyệt vời. Vì vậy cho nên hãy yêu, sống và khám phá một cách tự do nhá. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.